Tập 15. Thuật xuất định vấn đáp, tường thuật chuyện xuất định vấn đáp. Vấn hạnh nghiệp, hỏi hạnh nghiệp của mẹ cô ta. Kinh, La Hán vấn Quang Mục Ngôn. Nhữ mẫu tại sanh, tác hà hạnh nghiệp. Kim tại ác thú, thọ cực đại khổ. Kinh, La Hán hỏi Quang Mục rằng, mẹ cô khi còn sống đã làm hạnh nghiệp gì? Nay bà ta đang ở trong đường ác chịu khổ tột bậc. Tác là tạo tác. Như Đức Phật đã nói, tam giới, ngũ đạo, tội cấu khổ não, không gì chẳng do tác. Hết thảy những thứ ngang trái chẳng phải do trời ban bố, mà là do tự làm, tự chịu. Hạnh có nghĩa là chuyển rời, là tâm sở pháp thuộc vào ngũ ấm. Do vô minh hoặc từ quá khứ, giấy từ ba nghiệp. Tạo tác các pháp, cho nên gọi là hạnh nghiệp. Nghiệp thành, báo hiện, cho nên ở trong đường ác, hứng chịu nỗi khổ to lớn tột bậc. Đáp sở tập Quang Mục đáp về những chuyện mẹ đã từng làm. Thuật sự, cầu cứu, thuật chuyện, xin cứu giúp. Kinh, Quang Mục đáp ngôn, ngã mẫu sở tập, duy háo thực đạm ngư miết chi thuộc. Sở thực ngư miết, đa thực kỳ tử, hoặc sao, hoặc chử, tứ tình thực đạm. Kế kỳ mạng số, thiên vạn phục bội. Kinh, Quang Mục đáp rằng, mẹ tôi quen thói chỉ thích ăn những loài cá và ba ba. Ăn cá, ba ba thì phần nhiều ăn cá con, ba ba con, hoặc chiên, hoặc nấu, mặc sức ăn nuốt. Tính theo sanh mạng gấp ngàn vạn lần. Sở tập là tập tánh, tập khí. Chủng tử của tập khí ác huân tập bên trong, hiện hành chuyển tập khí thành điều ác. Tiếp đó, kinh văn nói đến chuyện tạo nghiệp. Duy, nghĩa là chỉ có. Háo, là ham thích chẳng thể buông bỏ được. Nữ nhân tánh dịu dàng, nhưng dễ vướng mắc, hễ ham thích gì sẽ đắm đuối, chẳng bỏ được. Nay mẹ cô Quang Mục chỉ ham ăn nuốt cá và ba ba, không thể bỏ được ý thích ấy. Sách Tỳ Nhã nói, miết dĩ nhãn thính, khung tích liên hiếp, giáp trùng dã. Nhất danh thần thủ, ngư mãn tam bách lục thập, long vi dẫn phi xuất thủy, nội miết tắc bất khứ. Ba ba dùng mắt để nghe, mai khom thành hình vòm. Nối liền với hông, thuộc loại động vật có vỏ cứng, còn gọi là thần thủ, hễ cá đủ số 360 con thì rồng sẽ dẫn chúng bay vượt khỏi nước. Nhưng trong chỗ nước ấy mà có ba ba thì cá chẳng thể vượt ra được. Sách Cổ Kim Chú nói, ba ba là người hầu của Hà Bá, trong thơ Phóng Sanh của ông Đào Hiết Am ở Cối Kê có câu, làm quan sầu giam hãm, thủy tộc khổ bị bắt. Kinh Thi có câu, bảo miết tiên ngư là nói đến gỏi cá tươi. Bảo miết khoái lý, tức là món nấu chín thì có ba ba nướng, món ăn tanh ăn sống thì có gỏi cá chép. Mẹ cô Quang Mục thường thích ăn những thứ ấy đó chăng? Đây là nói về chuyện sát sanh, kế đó nói về cách ăn. Duy háo ngư miết chi tử, sao trừ tứ thực. Chỉ chuộng cá con, ba ba con, mặc tình chiên, nấu để ăn, tức là khiến cho mẹ lẫn con đều chết. Nhưng mạng mẹ là một, mạng con chẳng biết là bao nhiêu. Từ khi lập gia đình cho đến lúc chết, bà ta luôn quen thói làm như vậy, sát hại sanh mạng của mẹ con cá, ba ba, chẳng thể tính toán được. Vì thế nói là, thiên vạn phục bội, gấp mấy ngàn vạn lần. Đấy là đánh đổi tánh mạng của bao nhiêu con vật để cung phụng cho một bữa ăn. Không chỉ là nhẫn tâm, lại còn tổn phước. Ông Tô Đông Pha nói, đào xẻ cá, ba ba để làm một bữa ngon, người ăn thật đã, kẻ chết thật khổ. Châu Ngung nói, tánh mạng đối với chúng cực khẩn thiết, ta lại phung phí tánh mạng chúng vì vị ngon. Đấy đều là những lời lẽ buốt dạ của người có lòng nhân. Tình, là do thiên chân, tâm tình thuần phác của mỗi người. Cảm vật mà giấy động là sự ham muốn nơi tánh. Nhân dục lòng ham muốn của con người chẳng thể gọi là tình được vì khí chất của nó vọng động, cho nên trái nghịch thiên chân gấp bội tình. Ai thường kiềm chế, kiểm điểm, sẽ sợ hãi mà thả loài vật. Nếu một khi đã buông lung, sẽ chẳng thể nào ngăn dứt được. Vì vậy, Phó Đại Sĩ bảo, độc tự tinh, kỳ thật ly thanh danh, thôi kiểm tứ vận tịnh vô sanh, kinh cức tùng lâm hà xứ sanh. Tự tánh thanh tịnh tâm tinh diệu, thật sự lìa khỏi. Ngôn thuyết, danh tự, suy lường tứ vận hoàn toàn là vô sanh, rừng rậm gai góc còn sanh từ đâu được nữa.
có thể nói là khéo chế ngự vọng tình, tuân theo thiên chân vậy. Kinh, tôn giả từ mẫn, như hà ai cứu? Kinh, tôn giả thương xót, xin hãy chỉ dạy. Cứu vớt bằng cách nào? Từ chữ tôn giả trở đi là cầu xin hãy rủ lòng từ cứu vớt. Vì mẹ con đã nghiệp sâu, tội nặng, hứng chịu nỗi khổ to lớn ấy. Này khẩn cầu tôn giả từ bi xót thương, rốt cuộc con nên xót xa cứu bạt như thế nào đây? Phương tiện độ thoát, niệm Phật tạc tượng. Kinh, La Hán mẫn chi, vị tắc phương tiện. Khuyến quang mục ngôn, nhữ khả trí thành niệm thanh tịnh liên hoa. Mục Như Lai, kiêm tố họa hình tượng, tồn vong hoạch báo. Kinh, La Hán thương xót, vì cô ta lập ra phương tiện. Khuyên quang mục giáng, con hãy nên trí thành niệm thanh tịnh liên hoa mục Như Lai, và đắp vẽ hình tượng thì kẻ còn lẫn người mất đều được thiện báo. Niệm Phật đắp tượng chính là phương cách để xót xa cứu vớt. Điều được duy trì trong tâm thì gọi là trí, chữ trí gồm tâm và chỉ ghép lại, hàm ý. Thâm trầm, kiên định, đức chân thật thì gọi là thành. Chân thành, đó là cội rễ của tánh mạng. Do trời đạt được điều này, thành mà thành trời, do đất đạt được thành, mà thành đất, con người do đạt được thành mà tự thành tựu. Chẳng thành, chính là tự hoại, tiệt trừ căn cội của tánh mạng, sụp lở, hư nát thiên địa của chính mình. Chữ thành từ thành mà lập ý, chỉ thẳng chân tâm của con người, lại còn ghép thêm bộ ngôn, nhằm lan truyền lòng thành của ta, chẳng khác gì thốt lời tiết lộ. Căn cội của trời vậy, ghép hai chữ thành và ngôn để tạo thành chữ thành, nhằm diễn tả. Không chuyện gì chẳng chân thật, thốt ra lời nói hay hành động, đều là vận dụng lòng thành của ta, đều có công năng đạt đến nhất trí. Giữa tâm niệm và hành vi, ngôn ngữ, niệm thanh tịnh liên hoa mục Như Lai chính là căn cội. Để khạc nhổ, bỏ đi tà kiến điên đảo, là cái gốc để nhổ trừ tham, sân, là cái nhân để tu niệm Phật, là cái quả để chứng thấy Phật. Vì thế, Đức Phật dạy các tỳ kheo. Ngã diệt độ hậu, nhược xưng ngã danh, sở hoạch phước đức vô lượng vô biên. Cố giáo linh xưng bổn sư Phật danh dã. Sau khi ta diệt độ, nếu xưng danh ta, sẽ đạt được phước đức vô lượng vô biên. Vì thế, dạy xưng danh của Đức Bổn Sư Phật, tố họa hình tượng, đắp vẽ hình tượng, nhồi đất để tạo hình tượng là tố, dùng ngũ sắc để vẽ vời là họa. Như vua Yêu Điền Udayana hỏi Đức Phật rằng, như sau khi Đức Phật diệt độ, nếu có chúng sanh tạo hình tượng của Phật, sẽ đạt được phước gì? Đức Phật bảo nhà vua rằng, nhược đương hữu nhân tác Phật hình tượng, công đức vô lượng, bất khả xưng kế, thế thế sở sanh, bất đọa ác đạo, thiên thượng, nhân trung, thọ phước khoái lạc, nãi trí tác đại phạm vương, đoan tránh vô tỷ. Hậu giai đắc sanh vô lượng thọ Phật quốc tác đại Bồ Tát tối tôn đệ nhất, đương đắc thành Phật nhập nê hoàn đạo. Nếu trong tương lai có người tạo hình tượng Phật, người ấy công đức vô lượng, chẳng thể tính kế. Đời đời sanh ra chẳng đọa vào đường ác, ở trên cõi trời, hay trong cõi người, hưởng phước vui sướng, cho đến làm đại phạm vương, đoan tránh khôn sánh. Về sau, sẽ đều được sanh vào cõi Phật vô lượng thọ. Làm đại Bồ Tát tôn quý bậc nhất, sẽ được thành Phật nhập đạo Niết Bàn. Vì thế, nay, La Hán khuyên Quang Mục, làm hai chuyện ấy khiến cho người mất lẫn kẻ còn đều được báo ứng tốt đẹp. Họa tượng, cúng lễ, vẽ tượng, cúng dường, lễ bái. Kinh, Quang Mục văn dĩ, tức xả sở ái, tầm họa Phật tượng, nhi cúng dường chi. Phục cung kính tâm, bi khấp, chiêm lễ. Kinh, Quang Mục nghe xong liền bỏ ngay những vật mình yêu thích, vẽ tượng Phật để cúng dường. Lại dùng tâm cung kính, buồn khóc, chiêm ngưỡng. Lễ bái, vẽ tượng, cúng dường thì mọi người dễ làm, bỏ ngay những thứ chính mình yêu thích người ta khó làm được. Nay đã bỏ vật yêu thích để vẽ tượng, cung kính, khóc lóc, lễ bái, cậy Phật cứu mẹ, dùng đạo để báo tình thân, cái tâm thuần hiếu sáng ngời thiên cổ vậy. Dạ mộng kiến Phật, đêm mộng thấy Phật. Hiếu nữ kiến Phật cáo ngữ, hiếu nữ thấy Phật bảo ban. Nữ kiến thắng tướng, cô gái thấy tướng thù thắng. Kinh, hốt ư dạ hậu, mộng kiến Phật thân, kim sắc hoàng diệu, như tu di sơn, phóng đại quang minh. Kinh,
Chợt vào cuối đêm, mộng thấy thân Phật sắc vàng chói ngời như núi Tu Di, phóng đại quang minh. Đêm mộng thấy Phật, kinh Tạp Bảo Tạng nói: Phật pháp khoan quảng, tế độ vô nhai. Chí tâm cầu đạo, vô bất hoạch quả. Nãi chí hí tiếu, phước bất đường quyên. Phật pháp mênh mông, tế độ chẳng ngần mé. Chí tâm cầu đạo, không ai chẳng đắc quả. Cho đến cười giỡn, phước chẳng luống uổng. Vì thế, hiếu nữ bỏ vật ưa thích, để vẽ tượng, buồn khóc, chiêm ngưỡng, lễ bái, Phật liền hiện thân, còn phóng quang minh. Do người có cảm, Phật, Bồ Tát từ bi ứng hiện phù hợp căn cơ. Sắc tướng, quang minh, hiển hiện trong mộng để an ủi kẻ có lòng buồn thương, khẩn thiết. Theo luật thiện kiến, có 4 loại mộng. 1. Mộng do tứ đại bất hòa. Thấy núi lở, bay lên không trung, cọp, sói, giặc giã rượt đuổi vân vân. 2. Mộng thấy những gì trước đó đã thấy ban ngày thấy đen, trắng, nam, nữ, đêm liền mộng thấy những hình ảnh đó. 3. Mộng thấy chư thiên hiện ra giấc mộng thiện, ác để dạy con người biết chuyện thiện, ác. 4. Mộng do nghĩ tưởng, đời trước có phước hay tội chướng, nay hiện thành giấc mộng đẹp đẽ hay ác mộng. Hai loại đầu chẳng thật, hai loại sau chân thật. Giấc mộng của cô Quang Mục thuộc hai loại sau. Kinh Xuất Sanh Bồ Đề Tâm nói: Nhược hữu mộng kiến Phật, hình tượng, chư tướng cụ túc trang nghiêm thân, chúng sanh kiến giả ưng hoan hỷ, niệm đương tất tác điều ngự sư. Nếu nằm mộng thấy hình tượng Phật, thân có các tướng chọn đủ trang nghiêm, hãy nên hoan hỷ, nghĩ ta ắt sẽ làm bậc điều ngự sư. Nay Quang Mục nằm mộng, há chẳng phải là thuần vì lòng đại hiếu. Xuất thế, cảm cách đệ nhất nghĩa thiên, Phật đến nỗi có sự ứng hiện tốt lành đó ư. Kim sắc, phía đông núi Đại Tu Di và 7 núi vàng Tiểu Tu Di. Thuần là vàng ròng, thân Phật chói ngời cũng giống như những núi ấy. Lại còn phóng quang minh, sắc tướng càng màu nhiệm. Phật cáo sanh xứ, Phật bảo chỗ mẹ cô Quang Mục sanh về. Kinh, nhi cáo Quang Mục, nhữ mẫu bất cửu, đương sanh nhữ gia, tài giác cơ hàn, tức đương ngôn thuyết. Kinh, bèn bảo Quang Mục, chẳng bao lâu mẹ con sẽ sanh vào nhà con, vừa mới biết đói lạnh, sẽ liền nói năng. Mộng thấy thân Phật phóng quang, dậy chỗ mẹ đã sanh về, là chuyện tuyệt lạ. Sanh vào nhà con, an ủi, dậy chỗ mẹ sanh về, tức ngôn thuyết, liền nói năng, ngầm chỉ mẹ sẽ cầu cứu. Tội mẫu thác sanh tỳ gia, người mẹ có tội thác sanh vào nhà đầy tớ. Sanh xuất cầu cứu, sanh ra bèn cầu cứu. Kinh, kỳ hậu gia nội, tỳ sanh nhất tử. Vị mãn tam nhật, nhi nãi ngôn thuyết, khể thủ, bi khấp, cáo ư Quang Mục. Kinh, về sau trong nhà ấy, người hầu gái sanh một con trai. Chưa đầy 3 ngày, đã có thể nói, nó dập đầu, buồn khóc, bảo Quang Mục. Kinh văn chia thành 3 tiểu đoạn. Tiểu đoạn thứ nhất nói về cái duyên sanh hạ. Từ chữ, sanh tử, sống chết trở đi, là tiểu đoạn thứ hai, tường thuật cảnh khổ. Từ, mông nhữ, mong ngươi, trở đi, là tiểu đoạn thứ ba, trần thuật sự nhờ cậy, cầu cứu. Tỳ tử, con của người tớ gái. Nô phụ, vợ người đầy tớ là mẹ sanh ra. Đứa bé ấy, chữ đà sách ca, đà sa ca, trong tiếng Phạn được cõi này dịch là nô, đầy tớ. Sách thuyết văn giải tự giảng, kẻ nam mắc tội phải làm tôi tớ là nô, kẻ nữ mắc tội là tỳ. Chữ tỳ gồm chữ nữ và tỳ kém hèn ghép lại. Kinh Trường A Hàm nói: Sanh tử đọa địa năng ngôn, cố danh thanh vương. Sanh con ra, đứa bé rơi xuống đất bèn có thể nói, nên gọi là thanh vương. Nay mà trẻ mới sanh liền có thể nói, ai nấy đều sợ hãi, gọi là đáng sợ. Này đứa trẻ mới sanh 3 ngày, liền dập đầu, khóc lóc kể lể cũng là chuyện quái dị. Phật lực khiến thành ra như vậy để kẻ ấy đừng mê mất túc duyên. Kinh, sanh tử nghiệp duyên, quả báo tự thọ. Ngô thị nhữ mẫu, cửu sử ám minh. Tự biệt nhữ lai, lũy đọa đại địa ngục. Kinh, nghiệp duyên sanh tử, quả báo tự chịu. Ta là mẹ ngươi, ở trong chốn tối tăm đã lâu. Từ khi giã biệt ngươi đến nay, ở mãi trong đại địa ngục. Hai câu sanh tử, diễn tả tình lý thảm đạm. Bậc hiền nhân, thuở xưa đã nói, tử sanh cũng lớn thay, há chẳng đau lòng ư.
nghiệp duyên là cái nhân của thập ác, quả báo ở trong tam đồ. Thập địa luận nói, giết chóc có ba quả báo. Một là dị thục quả, tức ba ác đạo. Hai là đẳng lưu quả, tức là trong đời người nhiều bệnh tật đoản mạng. Ba là tăng thượng quả, tức là cảm ngoại vật đều kém tươi nhuận, chẳng tồn tại lâu dài. Kinh Thụ Đề nói, hà vật tối uế trược, sanh tử tối uế trược, hà vật lạc địa ngục, thập ác lạc địa ngục, tự tác tự thọ, vô đại thọ giả. Vật gì dơ bẩn nhất, sanh tử dơ bẩn nhất, vật gì đọa địa ngục, thập ác đọa địa ngục, tự làm tự chịu, không ai chịu thay. Kinh dạy, tác thị đắc thị, giai hành sở trí, vô hoạnh giữ giả, làm gì được quả nấy, đều do đã làm mà ra, chứ không chuyện gì bỗng dưng mà có, chuyện ấy đã quá rõ ràng. Vì thế, luôn là chuyện đáng than thở cảm thương, cửu sử ám minh, ở trong chốn tối tăm đã lâu. Kinh Ngũ Khổ Trương Cú nói, đản tọa san tham thực cố đọa hắc thằng thành, thiết vi lưỡng sơn gian. Yểu yểu hà minh minh, thần thức đọa kỳ trung, bất đổ nhật nguyệt tinh, triển chuyển bất tương kiến, đản văn khiếu hô thanh. Chỉ vì tham ăn uống, nên đọa ngục hắc thằng. Giữa hai tầng núi thiết vi, mù mịt tối âm thầm, chẳng thấy ánh mặt trời, mặt trăng, xoay vần chẳng trông thấy, chỉ nghe tiếng thét gào, là nói về chuyện này. Tự biệt từ khi cách biệt, tự là kể từ khi, vô thường kệ có đoạn, thân chi hàm khí xả, nhậm bỉ thằng khiên khứ, tương trí diễm ma vương. Tùy nghiệp nhi thọ báo, ác nghiệp đọa nê lê, tạo nghiệp khổ thiết thân. Thân quyến đều buông bỏ, mặc dây thừng lôi đi, đến chỗ vua diễm ma. Theo nghiệp mà thọ báo, ác nghiệp đọa nê lê, tạo nghiệp khổ cùng cực. Vì thế, từ đại địa ngục này sang một đại địa ngục khác. Kinh, mông nhữ phước lực, phương đắc thọ sanh, vi hạ tiện nhân. Hữu phục đoản mạng, thọ niên thập tam, cánh lạc ác đạo. Nhữ hữu hà kế, linh ngô thoát miễn. Kinh, nhờ phước lực của ngươi mới được thọ sanh, làm kẻ hạ tiện. Lại còn đoản mạng, thọ 13 năm, lại rơi vào ác đạo. Ngươi có cách gì khiến cho ta được thoát khỏi hay không? Từ mông nhữ trở đi, trước hết cho biết. Nhờ vào phước lực mà thoát tội trong quá khứ, sau đấy mới cầu cứu hồng thoát nỗi khổ. Trong tương lai, phước lực chính là phước báo của việc xưng danh, tạc tượng, cho nên thoát khỏi địa ngục thọ sanh. Hạ tiện, đoản mạng là báo nhẹ của nghiệp nặng. Cánh lạc ác đạo lại rơi vào ác đạo, chính là dư ương chưa hết. Chữ Tát Câu Lô Đề trong tiếng Phạn được cõi này dịch là mại tánh, tức kẻ hạ tiện. Kinh Tứ Nhân xuất hiện nói, hoặc hữu nhân sanh ti tiện ra, cập dư bần tiện ra. Vô hữu ẩm thực, tuy phục đắc thực, xú uế nan thường. Sanh như thử ra, bỉ thân khẩu ý hành ác cố dã. Hoặc có người sanh vào gia đình hèn kém và những gia đình nghèo hèn khác, chẳng có đồ ăn thức uống. Tuy có được đồ ăn, lại hôi thối khó nuốt. Kẻ sanh vào những gia đình như vậy là do thân, miệng ý đã làm ác. Đoản mạng, thọ mạng trong thế gian có 3 hạng, hạ phương là 60, trung phương là 80, thượng phương là 120 tuổi. Nay tuổi thọ, đã thuộc bậc hạ mà còn bị giảm bớt, chẳng phải là đoản mạng thì là gì? Mạng, theo kinh Đại Tập, nói về giai đoạn Kalala, bèn có 3 sự. Một là mạng, hai là hơi ấm, ba là thức. Thở ra hít vào thì gọi là mạng, chủng tử của thức ấy được gọi là thời mạng căn. Nương theo tâm mà giả lập, mạng là năng y, chủ thể thực hiện sự nương tựa, tâm là sở y, cái để mạng nương vào. Nay đã sanh làm kẻ hạ tiện, lại còn đoản mạng, rồi lại rơi vào ác đạo. Ba quả chọn đủ, há chẳng khổ ư? Vì thế, liền cầu phương cách hồng thoát được, tránh khỏi. Thẩm vấn nghiệp hạnh, tra hỏi nghiệp hạnh, tránh vấn bổn tội, hỏi thẳng tội gốc. Dĩ tắc hà hạnh nghiệp chương, gạn hỏi đã tạo hạnh nghiệp gì? Kinh, Quang Mục Văn Thuyết, Chi Mẫu Vô Nghi, Ngạch Yết Bi Đề, Nhi Bạch Tỳ Tử. Ký thị ngã mẫu, hợp chi bổn tội, tắc hà hạnh nghiệp, đọa ư ác đạo. Kinh, Quang Mục nghe nói, biết là mẹ chẳng nghi, nghẹn ngào, buồn khóc, thưa với đứa con của đầy tớ. Đã là mẹ tôi, ắt biết tội mình đã tạo hạnh nghiệp gì mà đọa trong ác đạo.
Trước hết là thuật chuyện. Đã nghe nói như trên, sự thật tình thật đã biết đúng là mẹ, chẳng còn hồ nghi. Vì thế, dè giọng nghẹn lời, kêu khóc buồn thương. Từ chữ ký thị đã là trở đi là gạn hỏi. Sách thiết văn giải tự giảng, ký có nghĩa là đã. Đã là mẹ tôi, phải biết đã tạo tội gì. Lại gạn hỏi là vì sợ có chuyện trá ngụy. Dĩ sát mạ thọ báo đáp, trả lời. Do giết chóc và chửi bới mà thọ báo. Kinh, tỳ tử đáp ngôn. Dĩ sát hại, hủy mạ, nhị nghiệp thọ báo. Nhược phi mông phước, cứu bạt ngô nạn, dĩ thị nghiệp cố, vị hợp giải thoát. Kinh, đứa con của người tớ gái đáp rằng. Do hai nghiệp sát hại và hủy báng chửi bới mà thọ báo. Nếu chẳng nhờ phước của ngươi cứu vớt nạn cho ta, do vì nghiệp ấy, sẽ chưa được giải thoát. Trước hết, trả lời ngay về cái nghiệp của chính mình mà thọ báo. Chỉ vì sát sanh và hủy mạ, hủy báng, chửi bới, tức hai nghiệp thân và miệng mà đến nỗi mắc quả báo địa ngục. Vì thế, trong kinh Hiền Ngu, Cô Tô mạn bảo các con. Sát sanh chi tội đương nhập địa ngục thọ trừ khổ não, sổ thiên vạn tuế. Thường vi lộc đầu, thấu đầu, chư cầm thú đầu. A bằng ngục tốt chi sở liệp xạ, vô ương số tuế. Tùy tư giải thoát kỳ hà do hồ. Do cái tội sát sanh sẽ vào địa ngục chịu các khổ não. Mấy ngàn vạn năm, thường làm thân nai, thân thỏ, thân các loài cầm thú, bị A bằng ngục tốt săn bắn trải qua vô ương số năm. Tùy mong giải thoát biết nhờ vào đâu. Tuân tử nói, giữ nhân thiện ngôn, noãn ư bố bạch. Thương nhân chi ngôn, thâm ư mâu kích. Nói lời tốt lành với người khác, ấm áp hơn vải vóc. Nói lời tổn thương người khác, sâu hơn mâu kích, huống hồ hủy báng, chửi bới ư. Vì thế, thành thật luận nói, nếu kẻ nào ác khẩu, mạ lị nhiều cách, sẽ do những lời ấy mà thọ báo. Vì thế, do hai nghiệp ấy mà gánh tội trong địa ngục. Từ chữ, nhược phi, nếu không, trở đi, chỉ rõ. Do phước lực cứu vớt mà được giải thoát. Sát sanh đứng đầu các tội, hủy mạ đứng đầu muôn điều ác. Nếu chẳng do con gái ta được La Hán chỉ dạy, nhờ vào phước lợi do xưng danh, tạc tượng để cứu bạt hoạn nạn của ta, thì do báo ứng của hai nghiệp giết chóc và chửi bới, há có lúc giải thoát được chăng? Chuyển trưng ngục báo, chuyển sang gạn hỏi tội báo trong địa ngục. Kinh, quang mục vấn ngôn. Địa ngục tội báo, kỳ sự vân hà. Tỳ tử đáp ngôn, tội khổ chi sự, bất nhẫn xưng thuyết. Bách thiên tuế trung, tốt bạch nan cánh. Kinh, quang mục hỏi rằng, chuyện tội báo trong địa ngục là như thế nào? Đứa con của người tớ gái đáp rằng, chuyện tội khổ chẳng nỡ nói kể. Trong trăm ngàn năm, khó thể nói trọn hết được. Trước hết là quang mục hỏi, kế đó là đứa con của người tớ gái đáp. Bất nhẫn là những lời quá đáng chẳng thể thốt ra miệng hay nghe lọt vào tai nổi. Dù muốn nói ra cũng chẳng thể hình dung được một phần. Tốt là trọn hết, cánh là kết thúc, dẫu trong trăm ngàn năm, chỉ sợ chẳng thể kể trọn hết những chuyện khổ được. Hiếu nữ phát nguyện, người con gái hiếu thảo phát nguyện. Quang mục văn khổ, vị mẫu phát nguyện. Quang mục nghe kể khổ, vì mẹ phát nguyện. Khắp hướng không giới, trần mẫu khổ báo, khóc hướng lên không trung, thuật khổ báo của mẹ. Nguyện thoát hiện sanh báo, nguyện mẹ thoát khỏi khổ báo trong. Đời này, kinh, quang mục văn dĩ, để lệ hào khắp, nhi bạch không giới. Nguyện ngã chi mẫu, vĩnh thoát địa ngục, tất thập tam tuế, cánh vô trọng tội, cập lịch ác đạo. Kinh, quang mục nghe xong, thổn thức, trào nước mắt, gào khóc mà bạch cùng hư không. Nguyện cho mẹ con vĩnh viễn thoát khỏi địa ngục. Hết tuổi thọ 13 năm, chẳng còn trọng tội và trải qua ác đạo nữa. Hào là khóc to, trong tâm đau xé dạ, ngoài khóc lóc kêu gào. Khóc hồi lâu tắt tiếng, thì gọi là khóc. Ôm lòng đau khổ, bạch cùng hư không. Nguyện cố mẫu của con, vĩnh viễn thoát khỏi địa ngục. Hết tuổi thọ 13 năm ngắn ngủi, sẽ tiêu nỗi khổ dài lâu trong 18 ngục, chẳng còn trải qua ác đạo, thọ khổ vô lượng nữa. Nguyện thoát hậu sanh báo, nguyện thoát báo trong đời sau. Kinh, thập phương chư Phật từ ai mẫn ngã, thính ngã vị mẫu sở phát quảng đại thệ nguyện.
nhược đắc ngã mẫu vĩnh ly tam đồ, cập tư hạ tiện, nãi trì nữ nhân chi thân, vĩnh kiếp bất thọ già. Kinh, mười phương chư Phật từ bi thương xót con, hãy nghe con. Vì mẹ phát thệ nguyện rộng lớn, nếu mẹ con được vĩnh viễn thoát khỏi tam đồ và thân hạ tiện, cho đến muôn đời chẳng thọ thân nữ nhân. Cầu mười phương chư Phật hiện đang trụ trong hà sa thế giới trong đời này, một là hiển thị tâm thệ nguyện rộng lớn, hai là khẩn thiết cầu Phật rủ lòng từ thương xót. Tam đồ, hạ tiện là như kinh Tâm Địa Quán đã nói. Hoặc hữu dĩ tham đa tài, nhi vi khủng bố. Tự kỷ tài bảo hằng cầu tích tụ, nhi bất thọ dụng, hà huống năng. Thí bần phạp chúng sanh, ư kỷ tài bảo, thâm sanh tham trước. Ư tha tài bảo, dục linh tổn giảm. Dĩ thị nhân duyên, mạng trung chi hậu, đọa đại địa ngục thọ vô lượng khổ. Như thị khổ báo, danh vi đệ nhất chánh cảm chi quả. Tùng địa ngục xuất thọ xúc sanh thân. Thân thường lao khổ, thủy, thảo bất túc, kinh đa thời trung. Thù tổn tha tái, như thị chúng sanh, danh vi đệ nhị chánh cảm chi quả. Thọ thị tội dĩ, sanh ngạ quỷ trung, khốn cơ khát khổ, vô lượng thiên kiếp bất văn tương thủy. Ẩm thực chi danh, kỳ yết như châm, kỳ phúc như sơn. Túng đắc ẩm thực tùy biến vi hòa. Như thị khổ thân, danh vi đệ tam chánh cảm chi quả. Tất thị tội dĩ, lai sanh nhân gian, bần cùng hạ tiện, vị tha sở xử. Ư chư tài bảo, sở cầu nan đắc. Ư nhất thiết thời, nhi bất tự tại. Như thị dư báo, danh tương tự quả. Hoặc có kẻ do tham nhiều của cải, nên sợ hãi. Đối với của cải của chính mình, luôn mong tích tụ mà chẳng hưởng dụng, huống hồ có thể thí cho chúng sanh nghèo thiếu. Đối với của cải của chính mình bèn sanh lòng tham đắm sâu xa, đối với tài sản của người khác cứ muốn họ bị hao tổn, giảm bớt. Do nhân duyên ấy, sau khi mạng chung đọa vào đại địa ngục chịu khổ vô lượng. Khổ báo như thế gọi là cái quả chánh cảm thứ nhất. Từ địa ngục thoát ra, làm thân xúc sanh. Thân thường, nhọc nhằn, khổ sở, cỏ, nước chẳng đủ. Trải qua nhiều lần như vậy để đền cái tội hao tổn tài sản của người khác. Chúng sanh như thế được gọi là cái quả chánh cảm. Thứ hai, thọ tội ấy xong, sanh làm ngạ quỷ, khốn khổ vì đói khát trong vô lượng ngàn kiếp chẳng được nghe tên gọi của các thứ chất dịch, nước, đồ ăn, thức uống. Cổ họng như cái kim, bụng to như núi. Dẫu được thức ăn, chúng sẽ biến thành lửa. Thân khổ sở như thế gọi là cái quả chánh cảm thứ ba. Tội ấy hết rồi, sanh vào nhân gian, nghèo túng, hạ tiện, bị kẻ khác sai khiến. Đối với các của cải, mong cầu mà khó được. Trong hết thảy các thời, chẳng được tự tại. Dư báo như thế, được gọi là cái quả tương tự, hết sức phù hợp với những điều đang được nói trong đoạn này. Chữ giả nhằm nhắc lại những chuyện trên đây, ý nói: nếu như mẹ con thoát khỏi quả báo trong thân hiện tại và thân sau, con liền đối trước Đức Phật phát nguyện độ sanh rộng lớn. Nguyện đối bổn Phật phát ngã thệ tâm, nguyện đối trước Đức Phật mà phát ra cái tâm thệ nguyện của ta. Kinh, nguyện ngã tự kim nhật hậu, đối thanh tịnh, liên hoa mục như lai tượng tiền, khước hậu bách thiên vạn ức kiếp trung, ưng hữu thế giới, sở hữu địa ngục cập tam ác đạo, chư tội khổ chúng sanh. Thệ nguyện cứu bạt, linh ly địa ngục ác thú, xúc sanh, ngạ quỷ đằng. Kinh, nguyện con từ nay trở đi, đối trước tượng của thanh tịnh liên hoa mục như lai. Trong trăm ngàn vạn ức kiếp sau này, trong những thế giới nào mà có tất cả các chúng sanh tội khổ trong địa ngục và ba ác đạo. Con thệ nguyện cứu bạt khiến cho họ lìa khỏi địa ngục, đường ác, xúc sanh, ngạ quỷ vân vân. Từ ngày hôm nay trở đi, nêu ra cái tâm ban đầu, bởi lẽ, mong đạt được vạn dặm mà bước đầu chẳng cất bước công tu tập trong ba đại A Tăng kỳ kiếp. Chẳng do phát tâm ban đầu thì làm sao đạt được. Vì thế, luận cựu Tỳ Bà Sa nói, nếu lìa sơ tâm, sẽ chẳng thành đạo vô thượng. Hết thảy công đức đều do sơ tâm. Vì thế, biết kinh này trước sau bốn lượt nêu rõ sự phát tâm của Ngài Địa Tạng. Trong chánh kinh, hậu đã là tiền, trước kim là lúc ban đầu. Vì thế nói, tự kim từ nay, đối Phật tượng tiền, đối trước tượng Phật nêu ra chỗ chủ yếu để quang mục nương vào mà phát tâm. Bách thiên vạn ức kiếp, trăm ngàn, vạn ức kiếp là thời gian trải qua.
ưng hữu thế giới, hễ có thế giới, nhằm nói chọn hết các quốc độ y báo. Địa ngục ý nói, đều độ hết những chúng sanh chịu khổ. Kinh, như thị tội báo đẳng nhân, tận thành Phật cánh, ngã nhiên hậu phương thành chánh giác. Kinh, những kẻ tội báo như thế đều thành Phật hết rồi, sau đây, con mới thành chánh giác. Từ chữ, như thị trở đi nói rõ, độ xong hết chúng sanh rồi mới tự thành chánh giác. Nhiều phen phát nguyện, không gì, chẳng đều như thế. Vì thế biết, công đức phát tâm ban đầu, dẫu ức kiếp xưng tụng tán dương, vẫn chẳng thể chọn hết được. Không Phật cảm hiếu, tán nguyện, cáo sanh, Đức Phật ở trên hư không cảm động vì lòng hiếu thảo, tán thán lời phát nguyện, và bảo cho biết chỗ mẹ sẽ sanh về. Ấn chứng tiền nguyện, ấn chứng lời nguyện trên đây. Kinh, phát thị nguyện dĩ, cụ văn thanh tịnh liên hoa mục Như Lai Nhi cáo chi viết. Quang mục, nhữ đại từ mẫn, thiện năng vị mẫu phát như thị đại nguyện. Kinh, phát lời nguyện ấy xong, cô nghe trọn vẹn lời Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai bảo rằng: Này Quang Mục, con đại từ mẫn, khéo có thể vì mẹ phát nguyện to lớn như thế. Cụ là cùng với, đầy đủ. Cụ văn là nghe trọn đủ lời dạy ấy. Đại từ mẫn, vì lời phát nguyện duyên pháp giới. Thiện năng vị mẫu phát nguyện, khéo có thể vì mẹ phát nguyện. Tán thán cô Quang Mục đã phát tâm với trí huệ mẫn tiệp ấy. Nếu chỉ vì mẹ phát tâm thì có hay khéo gì? Chính là vì cô ta đã dùng cái tâm độ rộng khắp, cầu cho mẹ sạch hết tội, ví như nước to ắt dập tắt lửa nhỏ, há có chuyện chẳng diệt ư? Vì thế, tán thán lời phát nguyện của cô đã hay lại khéo. Cáo chuyển hậu báo, bảo cho biết báo ứng thân sau. Gồm hai ý. Chuyển thân hiện tại thành phạm trí trong thân sau. Chuyển thân sau thành Phật quả. Này gộp cả hai khoa lại để giải thích vì kinh văn tuy tách biệt mà ý nghĩa liên quan. Kinh, Ngô Quán Nhữ Mẫu, thập tam tuế tất, xả thử báo dĩ, sanh vi phạm trí, thọ niên bách tuế. Quá thị báo hậu, đương sanh vô ưu Phật quốc thọ mạng. Bất khả kế kiếp. Kinh, ta quán mẹ con, sau khi 13 tuổi, xả báo thân này, sanh làm phạm trí, tuổi thọ trăm năm. Hết báo thân ấy, sẽ sanh vào cõi Phật vô ưu. Thọ mạng chẳng thể tính kiếp. Lìa nhà hạ tiện, sanh trong dòng tịnh hạnh, đổi thân đoản mạng thành bậc trường thọ tiên. Đấy là do sức niệm Phật, và tạc tượng của hiếu nữ. Phạm trí, Brahmacaran. Dịch sát nghĩa là tịnh duệ, tức là dòng dõi của bậc tịnh phạm, phạm hạnh thanh tịnh, kế thừa, tu tập pháp của Phạm Thiên. Họ tự nói sanh từ miệng của Phạm Thiên, cho nên riêng họ có danh xưng là Phạm. Chỉ riêng Ngũ Thiên Trúc có chủng tánh này. Các nước khác không có. Kinh Trường A Hàm gọi họ là Bà La Môn. Con vừa cầu Phật, phát tâm, ba báo của mẹ đều truyền. Sanh ra liền là kẻ hạ tiện để chuyển báo trước, lại sanh làm phạm trí để chuyển báo trong hiện tại. Về sau thành tựu quả Phật nhằm chuyển hậu báo. Quốc độ vô ưu tức là cực lạc, vì chuyển ưu thành lạc. Bởi lẽ, hễ sanh vào địa ngục do bị thiêu đốt nên ưu sầu. Kế đó, sanh trong nhà kẻ tôi tớ, bèn lo sầu vì hạ tiện. Hết tuổi thọ 13, lại lo sầu vì đọa vào ác đạo lần nữa. Sau đó sanh làm phạm trí, lo sầu vì tà hạnh, tự đại. Nay các mối lo sầu đều dứt, cho nên sanh vào quốc độ vô ưu. Đức Phật và nhân dân trong cõi ấy, thọ mạng vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp, cho nên nói là thọ mạng bất khả kế kiếp, thọ mạng chẳng thể tính kiếp. Kinh, hậu thành Phật quả, quảng độ nhân thiên, số như hằng hà sa. Kinh, về sau thành Phật quả, rộng độ trời người, số nhiều như cát sông Hằng. Quảng độ nhân thiên, rộng độ trời người. Xưa kia là người mẹ có tội, là tử tù được độ từ địa ngục, mai sau làm Như Lai, chính là bậc đại giác có thể hóa độ trời, người. Phát tâm tạc tượng, công không chi to bằng. Vì thế, trong kinh Nhất Thiết Pháp Cao Vương, Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất: Sơ phát Bồ Đề chi tâm, Bồ Tát Ma Ha Tát tức phát tâm nhật, dĩ thị nhất thiết thanh văn, duyên giác, chúng sanh phước điền. Nhất thiết chúng sanh giai ư Bồ Tát trung sanh, Bồ Tát sở hóa.
Bồ Tát Maha Tát Sơ phát tâm Bồ Đề, ngay trong ngày phát tâm, đã là phước điền của hết thảy thanh văn, duyên giác và chúng sanh. Hết thảy chúng sanh đều do Bồ Tát mà sanh, được Bồ Tát hóa độ. Vì thế, chúng sanh được hóa độ nhiều như số lượng cát trong sông Hằng. Kết hội cổ kim, kết lại để dung hội xưa và nay, kinh Phật cáo định tự tại vương, nhĩ thời, La Hán phước độ quang mục giả, tức vô tận ý Bồ Tát thị. Quang mục mẫu giả, tức giải thoát Bồ Tát thị. Quang mục nữ giả, tức địa tạng Bồ Tát thị. Kinh Đức Phật bảo định tự tại vương, vị La Hán phước độ quang mục lúc bấy giờ chính là vô tận ý Bồ Tát. Mẹ của quang mục chính là giải thoát Bồ Tát. Cô quang mục chính là địa tạng Bồ Tát. Xưa kia thành tựu tiểu quả, nay làm bậc đại thừa, hồi tiểu hướng đại vậy. Vô tận ý Akshayamati thì như trong biệt hành sớ đã giải thích. Nay theo lời ký thì, do nguyện và hạnh đều vô tận, đều là vô tắc, cho nên có tên là vô tận, do đều chính là pháp giới, đều chứa đựng hết thảy Phật pháp. Giải thoát Bồ Tát Vimoksa, xưa kia đọa vào thiết thành, thành bằng sắt, trải đủ mọi nỗi cay đắng. Lại sanh vào nhà tớ gái, lại còn đoản mạng. Về sau, làm phạm trí, rốt cuộc đọa vào dòng tà. Nay trở ngược lại làm bậc đại giải thoát chẳng thể nghĩ bàn, có thể mong thành Phật quả. Còn quang mục do được La Hán chỉ dạy, mẹ cô ta do quang mục mà được siêu thăng. Này Đức Phật sắp kết thúc sự giáo hóa trong cõi Sa Bà, sau khi thăng lên trời Đao Lợi, người hóa độ và kẻ được hóa độ đều cùng đến. Con và mẹ cùng tới, cách biệt kiếp số dài lâu nhiều như cát trong sông Hằng, thế mà một hội nghiễm nhiên. Đánh trống, gảy đàn tì bạt trở về cùng một nhà, đó có phải là nói về chuyện này đấy chăng? Thị kim lợi ích chỉ dạy sự lợi ích trong hiện tại. Kết chỉ đại nguyện, kết lại phần chỉ bày đại nguyện. Tiết này giống như trong phần tiểu kết của đoạn văn trước. Hồng mở đầu cho khoa kế tiếp, tức là tiểu kết phần chỉ bày đại nguyện, chính là nhằm làm cho chúng sanh tạo ác trong đời vị lai sẽ quy kết về cội gốc để thoát khổ. Đối với chỗ hay khéo của việc lập thành từng khoa mà ý nghĩa vẫn nhất quán, các bậc hậu hiền chớ nên không biết. Kinh, quá khứ cửu viễn kiếp chung, như thị từ mẫn, phát hằng hà sa nguyện, quảng độ chúng sanh. Kinh, trong kiếp lâu xa về đời quá khứ, đã từ mẫn như thế. Phát nguyện nhiều như cát sông Hằng, rộng độ chúng sanh. Từ thuở đầu phát tâm, cho đến, sau khi được phó trúc số kiếp dài lâu, há có thể tính toán, dò lường nổi ư. Câu, như thị từ mẫn. Từ bi xót thương như thế, nhằm tiểu kết đại lược bốn phen phát nguyện trên đây. Chỉ rõ Bồ Tát đã phát nguyện rộng lớn trong hằng sa kiếp. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa dẫn Kinh Đại Thừa rằng, nếu có người hỏi, gì là căn bản của hết thảy các điều thiện, hãy nên nói là lòng từ. Lòng từ nếu chẳng chọn đủ thập lực tứ vô sở úy, 32 tướng của Phật thì là lòng từ của Thanh Văn. Nếu chọn đủ những điều ấy thì là lòng từ của Như Lai, tức là Đại Pháp Tụ, tức là Đại Niết Bàn. Sức từ rộng sâu, chọn đủ hết thảy phước đức, trang nghiêm. Nay Địa Tạng Bồ Tát dùng cái tâm Đại Niết Bàn để tu thánh hạnh, đạt được địa vị vô úy, có đủ 25 phép vương tam muội. Đại dụng không ngần mé, là phạm hạnh chân thật. Vì thế, vừa nói, từ mẫn, thì công đức đã chọn đủ. Tán khuyến quy kính, tán thán, khuyên hãy quy kính. Ác giả quy kính thoát báo, kẻ ác do quy kính mà thoát khỏi ác báo. Kinh, vị lai thế chung, nhược hữu nam tử, nữ nhân, bất hành thiện giả, hành ác giả. Kinh, trong đời vị lai, nếu có nam tử, nữ nhân, là kẻ chẳng làm lành, chuyên làm ác. Phần đầu đoạn kinh văn này phân loại, liệt kê những kẻ ác. Từ chữ nhược ngộ nếu gặp trong phần sau, tức từ nhược ngộ thiện tri thức khuyến linh. Nếu gặp thiện tri thức khuyên trở đi, nói rõ, do quy y mà chuyển đổi quả báo. Hay pháp thiện và ác được sanh thành từ ý, ví như nước và lửa được sử dụng. Khác nhau, vì thế kinh dạy, thiện nghiệp ưng tu, ác hạnh ưng ly, nên tu thiện nghiệp, nên lìa hạnh ác. Thiện phước theo sát con người như bóng theo hình, chẳng thể rời được. Chuyện tội hay phước cũng đều y hệt như thế, chớ nên hồ nghi, kẻo tự đọa vào ác đạo.
tội, phước phân minh. Tin chắc chẳng mê, sẽ trụ nơi an ổn dài lâu. Lời Phật chí thành, chọn chẳng lừa người. Kẻ chẳng tin nhân quả chính là nhất xiển đề. Như Bà La Môn Tệ Túc Payasi thường ôm giữ những kiến giải khác lạ, nói chẳng có đời khác mà cũng chẳng có tái sanh, chẳng có thiện báo hay ác báo. Thường bảo người khác, bọn sa môn dị kiến cứ nói kẻ sát sanh cho đến tà kiến thân hoại mạng chung đều đọa trong địa ngục. Họ bảo kẻ chẳng sát sanh cho đến kẻ chẳng tà kiến thì thân hoại mạng chung đều sanh lên trời. Chưa từng thấy người chết trở lại kể về chỗ họ đọa vào. Vì vậy, ta chẳng tin có đời sau và thiện báo hay ác báo. Ấy là vì ông ta chẳng hiểu nghiệp báo sai khác cho nên mới rêu rao những lời lẽ bài bác cho là không có nhân quả. Kinh, nãi chi bất tín nhân quả giả, tà dâm, vọng ngữ giả, lưỡng thiệt ác khẩu giả, hủy báng đại thừa giả. Như thị chư nghiệp chúng sanh, tất đọa ác thú. Kinh, cho đến kẻ chẳng tin nhân quả, kẻ tà dâm, nói dối, kẻ nói đôi chiều, nói lời thô ác, hủy báng đại thừa. Các chúng sanh tạo nghiệp như thế ắt đọa trong đường ác. Nãi chí cho đến chuyện ác lắm nỗi, chẳng thể nói đại khái bằng một hai điều được. Nhưng bất tín là tội nặng, cho nên đặc biệt chỉ ra. Tà dâm là đầu mối của ba ác nghiệp nơi thân. Chẳng phải là có dính líu tới ngoại sắc thì mới là tà, chỉ cần khởi tâm, đã là dâm dật, chẳng tránh đáng. Ấy là vì người đời chẳng biết, toàn thân bất tịnh, lầm lạc đắm đuối vẻ đẹp cuốn hút, trái nghịch đạo phạm thiên tịnh hạnh, chướng ngại bồ đề nghiệp, tạo thành cái nhân cho tứ sanh. Thành tựu cái quả trong tam đồ, vun tưới khiến cho nghiệp càng thêm nặng. Vì thế, tội tà dâm đứng đầu trong những điều răn cấm của thánh đạo. Vọng ngữ là hư vọng, chẳng thật. Theo kinh chánh pháp niệm xứ, vọng ngữ khiến cho kẻ khác phiền não, sẽ đánh mất công đức chân thật thường như ở trong chốn tối tăm, dẫu còn sống mà như đã chết, cứ nói đau cắt lưỡi mình, đau khổ còn hơn lửa mạnh, rắn độc. Sau khi chết đi, đọa vào địa ngục, miệng tuôn mủ, máu. Lưỡng thiệt là một miệng nói hai lời, dường như có hai cái lưỡi. Kinh dạy, thái hỷ đa ngôn ngữ, tăng tham linh thao ý, khẩu quá tự khoa đản, lưỡng thiệt đệ nhất sử. Quá thích nói năng nhiều, tăng tham, khiến người sợ. Miệng phạm lỗi khoe, dối, lưỡng thiệt tội đứng đầu. Ác khẩu là thô ác rủa xả người khác. Kinh Pháp Cú nói, tuy vi sa môn, bất nhiếp thân khẩu, thô ngôn, ác thuyết, đa sở chúng thương, chúng sở bất ái, trí giả bất tích, thân tử thần khứ, luân chuyển tam đồ. Tự tử, tự sanh, khổ não vô lượng, trừ Phật thánh hiền, sở bất ái tích. Tuy làm sa môn, chẳng nhiếp thân miệng, nói lời thô ác, tổn thương nhiều kẻ, mọi người chẳng mến. Người trí chẳng tiếc, thân chết, tâm đi, luân chuyển tam đồ. Tự chết, tự sống, khổ não vô lượng, trừ Phật thánh hiền, đều chẳng yêu tiếc. Giả sử thân chẳng phạm lầm lỗi, nhưng khẩu nghiệp chẳng thận trọng, vẫn đọa ác đạo. Đại luận nói, một con quỷ đầu như đầu lợn, trùng thối từ miệng bò ra, thân có quang minh kim sắc. Con quỷ ấy đời trước là tỳ kheo, ác khẩu chửi bới vị khách tỳ kheo. Do thân giữ tịnh giới, cho nên có quang minh, do miệng thốt lời ác, cho nên trùng thối từ miệng rơi ra. Vì thế, Kinh Tăng Nhất A Hàm nói, ninh dĩ lợi kiếm tiệt, cát kỳ thiệt bất dĩ ác ngôn thô ngữ, đọa tam ác đạo. Thà dùng gươm bén cắt phăng cái lưỡi, chẳng vì lời lẽ thô ác mà đọa trong ba ác đạo. Hủy báng đại thừa, như trong phần trước và phần sau đã giải thích, các chúng sanh tạo nghiệp như thế. Tổng kết những kẻ bất thiện ắt đọa vào đường ác, kết thành tội xứ,